Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bếp Nhỏ Nhà Hà. Hôm nay nhà Hà thu hoạch bắp non. Hà sẽ chia sẻ với các bạn cách làm bắp non ngâm giấm đường. Hà sinh ra và lớn lên tại một vùng quê miền Tây thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là vườn bắp nhà Hà. Bây giờ mình sẽ quay cảnh cắt bắp cho các bạn xem nha. Nhập xuống. Tát ra. Bắp sau khi hái xong, mình cho vào bao để khiêng vào nhà. Bắp sau khi lột vỏ, mình thu được phần gâu bắp. Gâu bắp này mình dùng nấu nước uống rất tốt cho sức khỏe. Phần gâu bắp này mình đem phơi nắng hoặc là sấy khô, bảo quản được lâu. Gâu bắp hay còn gọi là tóc tiên, có tác dụng lợi tiểu, thông mật, thanh nhiệt, giải độc, mát gan. Gâu bắp này nhà mình trồng không có phun thuốc trừ sâu. Mấy ngày nay mưa hoài mình không có phơi nắng được, nên mình cho vào lò mình sấy. Sấy bằng lò thì cái màu gâu bắp nó sáng vàng đẹp hơn là phơi nắng. Gâu bắp sau khi khô rồi, mình cho vào bọc mình để dành nấu nước uống. Phần bắp non này mình đem rửa sạch để làm bắp ngâm giấm. Bắp non này mình nấu được nhiều món ngon lắm, như là nấu canh nè, xào hay trụng gỏi. Hôm nay Hà sử dụng 1 kg bắp non. Sau khi rửa sạch thì cắt miếng nhỏ vừa ăn. Bắp cắt nhỏ rồi cho vào nồi. Sau đó cho 1 muỗng cà phê muối vào. Kế tiếp cho nước vào vừa ngập bắp, rồi đậy nắp lại. Đun sôi khoảng 30 phút. Cho bắp chín.
Sau 30 phút thì mình tắt lửa rồi vớt bắp ra để nguội. Bắp chín rồi các bạn vớt ra cái gỗ để cho ráo nước và để cho bắp nguội hẳn rồi mới cho vào keo. Sau đó Hà sẽ đi nấu nước giấm đường. Đường, giấm và nước Hà nấu theo tỷ lệ 1:1:2, có nghĩa là một chén đường thì mình sử dụng một chén giấm và hai chén nước. 1 kg bắp non thì mình sử dụng khoảng 200 g đường cộng với 200 ml giấm và 400 ml nước. Các bạn sử dụng đường phèn hay đường cát gì cũng được, tùy theo khẩu vị mà các bạn có thể nêm nếm lại cho vừa ăn, hợp với khẩu vị của các bạn nhé. Sau khi cho đường, giấm và nước vào nồi rồi thì mình bật lửa đun sôi cho tan đường. Sau khi nước sôi và đường tan hết thì mình tắt lửa để cho nước giấm đường nguội hẳn, rồi mới cho nước này vào keo bắp để ngâm. Bắp sau khi đã nguội hoàn toàn thì mình mới cho vào keo để ngâm. Rồi sau đó cho nước giấm đường đã nguội vào, đổ đầy mặt bắp. Phần nước giấm đường còn dư này là cho vào chai bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dành trộn gỏi ngon lắm các bạn. Sau đó các bạn đậy kín nắp rồi để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng vài ngày, để khoảng 4 đến 5 ngày cho bắp nó thấm nước giấm đường ăn mới ngon. Các bạn ăn cay có thể cho thêm ớt vào ngâm chung luôn. Thường thì ở nhà Hà ăn, Hà ngâm như vậy rồi khi nào ăn mới trộn ớt theo sau. Đây là hai keo bắp Hà làm mấy bữa trước, để trong tủ lạnh giờ nó thấm ăn ngon lắm. Bắp ngâm giấm đường ăn nó giòn giòn, chua chua ngọt ngọt. Mình ăn kèm với cơm hoặc là trộn chung vào gỏi, ngon lắm các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn có yêu thích món ăn này cũng như thích Hà thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Hà nhé.